Em coi coi, sao Tết nè. Đó là biết cái sao Tết này của ai không? Cái câu nói này của ai không? Của chị hai nè. Câu nói này của chị hai nè, đã đem cái mặt lên mạng xã hội này để chơi mà bảo sợ nhục thì về lục vú mẹ mà bú đi nhen. Đó, đã đem cái mặt lên mạng xã hội này để chơi mà sợ nhục mà bảo sợ nhục thì về bú vú mẹ đi nhen. Cái câu nói này là của chị hai nói, học mau lắm, nhanh lắm, nhưng mà chị hai không có chơi điếm, không có chơi thúi, chị hai không có lên mạng ăn xin, thà chết chứ không có ăn xin hả. Đó vậy đó, chị hai khác à, chị hai bản lĩnh lắm à nha. Chị hai nói được, chị hai làm được nha. Chị hai nói được, chị hai làm được, chị hai không có chơi thối kiểu đó. Cho nên cái câu nói này của chị hai đó nha, nói dùng câu nói của chị hai nói đó thì sống cho nó đúng nghĩa ha, đúng một thằng đàn ông đó nha. Đừng có gục đầu, tại vì á mình á là đàn ông, mình đứng thẳng người thì á nó xứng tầm nó cao. Nói á mà sống như thì phải cúi đầu xuống, còn nếu muốn đứng vững làm một thằng đàn ông á, nói được thì phải làm được. Sống biết hiểu cái ý nghĩa này như thế nào không? Sợ không sợ nhục ở đây á là người ta hạ nhục mình bằng mọi thủ đoạn để người ta đạp lên mình đi, chứ không phải lên đây để ăn xin ăn mài mạng xã hội rồi bảo là không sợ nhục, hiểu không? Không sợ nhục ở đây đó là câu của chị hai mày nói đó nha, câu của chị hai mày nói không sợ nhục đó là lên mạng đó không sợ kẻ thù ha, không sợ kẻ thù nó hạ gục mình, nó dùng thủ đoạn để đa chơi mình, không nhục với kẻ thù ha, chứ không phải mang cái bản mặt lên đây đi lừa đảo, đi xin ăn, đi lừa gạt người ta ha, đi phủi ơn chứ cái người ơn giúp đỡ mình rồi bảo là không sợ nhục. Cái này đó nó không phải là không sợ nhục nữa, mà có ngày sẽ ăn đục đi nha, nó khác à. Cái câu nói đó là một cùng chung một câu nói nhưng nó mang hai cái ý nghĩa đó, nó mang hai cái ý, mang hai cái ý nghĩa nha. Ý nghĩa của mày á là mày đi ăn mày ăn xin trên mạng xã hội, đi lừa đảo, đi nói dốc với lão, mày không sợ nhục. Còn câu nói này cũng là tao nói, nhưng với tao đó là không sợ nhục với kẻ thù, dù cho họ có dùng bằng trăm mưu ngàn kế, dùng mọi thủ đoạn để đánh gục, hạ gục, sỉ nhục mình, nhưng mình cũng không vì cái sỉ nhục của người ta mà nhục, mà cúi đầu quất phục dưới mặt kẻ thù. Đó mới là câu nói chuẩn và đúng nghĩa của tao. Nhưng qua cái miệng cái mồm của mày đó, người khác người ta sẽ hiểu là mày ha, lên ăn mày ăn xin dù cho có cái gì để chăng nữa ha, đó hèn hạ cỡ nào cũng không sợ nhục, nó là vậy đó, hiểu không? Người ta nói á, con Hồng Phượng đó, mày phải mấy trong vòng một tuần á mày phải lo tiền cho tao đó, phải trả lại cho tao cổ mấy á, tao lên tao đòi hoài luôn đó. Tao nói cho mày biết đó, thứ của tụi mày á, tao nói cho mày á nghe Đăng, tao không có lên tiếng nha, nhưng mà em tao nó vô nó bình luận thẳng trong cái trang của mày luôn đó, nó rất là ghét mày đó, mày nói cho người đập mày là tao đéo có cản được đâu, tao nói cho mày biết đó, cái con đó là cái con nó lì lắm đó đó. Nó gọi điện cho mấy đứa kia mà mấy đứa kia đang ở bên Cam đó, chuẩn bị về đó, nó mà về một cái là mày đó, mày đừng có xuống Sài Gòn nghe, nó canh mày đó, bước xuống Sài Gòn là nó mà canh bài của mày, mà nó kêu mấy đứa kia ra đốt mày hỏi nó xui nha. Này đó là tao lời tao nhắc mày đó, mày mà bước xuống Sài Gòn quay phim với giao du rồi mày nó kêu người đốt mày đừng hỏi sao, tao xui tao nói trước rồi đó, tao không có đùa đâu. Đó, em tao vô nhắn tin thẳng cho mày đó, nó hâm mày đó, tao đâu có nói đùa mày đâu. Mày dám vô thách nó không? Mày dám vô thách nó không?
một câu là mày dám vô thách con nhỏ em tao không? Con Như Ý Nguyễn không? Mày vô dám thách nó không? Tao chỉ hỏi mày thôi. Mày đừng cứ thách tao. Tao mềm yếu lắm, nhẹ dạ lắm. Mày vô mày thách nó đi, nó bình luận dưới trang mày đó. Mày vô mày thách nó đi. Mày dám thách nó không? Mày dám thách nó không? Mày dám lên live mày thách nó một cái đi. Tao nói cho mày biết, ở Việt Nam mà điêu xì ke mà nó dám làm luôn đó rồi mày biết nha. Đó, đó, ở Việt Nam mà điêu xì ke nó dám làm luôn đó. Mày không tin đúng không? Ngon vô thích nó, nó bình luận mày đó, mày vô mày thích nó đi. Nó rồi đánh mày đó, cho người đập mày đó, thì mày vô mày thích nó. Tao chỉ là người chuyển lời thôi. Nó là em gái ruột của tao đó. Đó, nó là em ruột của tao đó. Đó, tao chỉ là người chuyển lời, tại tao rất là mềm yếu, rất là nhẹ dạ đó. Đó, rồi nó vô nè, nó vô nó nhắn dưới bình luận của mày đó, mày vô mày nói thách mày đó, mày nói với nó vậy thử thôi, để tao cũng muốn biết cái em tao nó lì sao, cách nó chơi có giống như chị đó không, coi cách của nó chơi có giống như chị ruột của nó không. Em tao bước ra đời chơi á, mày thích chơi tao cho mày chơi xả láng, mày thích làm chị hai tao cũng cho mày làm chị hai xả láng nhá. Mày thích chơi sao tao cho mày chơi, chơi để học kinh nghiệm, chơi để biết cái thối đời, chơi để biết tự vệ cho mình. Mày thích chơi không cản cho mày chơi, chơi thể biết được quy luật cuộc chơi, luật chơi biết được mình mềm hay mình yếu đó, mình tốt hay mình xấu, mình ngon hay mình không ngon, mình bảnh hay mình không bảnh, có sức chơi để cho mày chơi. Đó là tao đó, tao chứ không phải ai đâu, không bao giờ cản bất cứ chân của ai hết trơn á. Tên nói chuyện nha hả, ngồi đó không bảnh tọt đó, nó nói đó. Ở đây á nè, chị em tao đó không bao giờ có cái chuyện làm gì âm thầm đâu nha. Nói á làm là nói thẳng luôn, đéo có sự âm thầm. Chơi bản lĩnh chơi đó, mày thích ra gặp đập mày, mày tới lén lén đánh mày, đéo có chơi lén, đéo có bao giờ chơi lén hết trơn á. Mày biết tao nói làm sao, mày biết cái cuộc nói chuyện giữa tao nó làm sao, để tao đọc cho mày nghe luôn nha. Đó, mày muốn biết hai chị em tao nói chuyện sao không? Tao mới nói ừ, mày đó đi, cho người đập đi, tao trả tiền. Đó là câu nói của tao. Tao mới kêu nó canh nó xuống Sài Gòn để tao kiếm địa chỉ. Đó là câu nói của tao. Nó mới nói để em út tôi về rồi tính, gạt bạn tao tiền luôn, để tao dụ nó xuống Sài Gòn, mày chuẩn bị sẵn người đi. Tao nói nó bước xuống Sài Gòn tính sổ nó. Em tao nó mới nhắn để từ từ chờ tụi nhỏ đi cam chưa về. Đó là câu nói đó. Tao trả tiền đó, tao trả tiền, người của em tao, nhưng mà tao trả tiền. Tao sẽ dạy mày, con đi nó không dám dạy mày đâu. Tao sẽ dạy mày, lỡ mang tiếng làm chị hai rồi, dạy cho mày nên người luôn, sẵn dạy cho mày nên người luôn, dạy cho mày sống đàng hoàng luôn. Lỡ làm chị hai rồi, dạy cho mày sống cho cái cách nó đàng hoàng, sống cho đúng nghĩa, đúng không? Chỉ vậy thôi. Rồi sao? Muốn làm sao? Mày nói chuyện mà tới nói còn ghét nữa, mày sao mà xài được? Xài gì? Mày không biết cái tính tao lì rồi. Tao chỉ cho mày đi hỏi nè. Mày đi tới cái quán ha, làng nướng, quán 30 đó, ở đường Phạm Hùng với lại ngay chỗ Nguyễn Chi Phương á, với cầu Nguyễn Chữ Y á. Mày hỏi chị Phương Anh đưa hình ảnh cho chủ đó coi. Rồi á,
Để cho họ nói tiểu sử của tao cho nghe. Ngày xưa ông mở cái quán nhậu ở dưới cầu chữ Y đó, mỗi đêm á nha, đều quýnh lộn ngoài đó. Tao nói cho mày biết, mày vô hỏi đi cái tính của chị mày coi có lì hay không, có chơi sao. Tao đéo đánh thôi, tao đánh là ác không đó, tao nói cho mày biết. Mày đi hỏi anh Đức với chị Hồng chủ quán 30 đi, biết tao từ lúc nhỏ xíu vậy luôn. Mày hỏi cái đám giật đồ mà ở quận 8, quận 4 á, đám của thằng Trắng Như đồ đó nha, thằng Châu đồ đó, anh Châu đồ đó. Mày hỏi coi, đưa hình ảnh tao, hỏi có đứa em gái này không nè. Chơi với tao là phải quân tử, sát với tao là phải quân tử, phải chính nghĩa mới chơi. Đéo mày biết đi, mày đi theo ủng hộ ai. Nhưng khi đã đứng với tao là phải đứng cho nó vững, chơi cho nó chuẩn. Còn đéo chuẩn đó, mày đứng cong cong cái lưng đập một cái là cho mày gãy luôn. Chỉ như gì gì một chút xíu tiền của mấy con, mày phản bội tao hả? Mày chơi mất dạy với tao hả? Mày mất dạy với con Ni nó, tao dạy mày đó. Nếu mày nói không sợ đó nha, mày với con bố chỉ dám vô dưới cái bình luận em gái tao mà dám nói thách nó không? Không cần với tao đó, mày vô đi, mày dám nói không?